Chào mừng tất cả bạn đến với lãnh địa Samsung nha. Bữa nay review chi tiết cho anh em Galaxy Note 8 nha. Bên mình còn rất nhiều nha anh em. Dòng này thì là một trong những siêu phẩm quốc dân, số lượng bán ra rất nhiều của nhà Samsung nha anh em. Con này thống kê là Samsung bán ra hơn 12 triệu máy nha. Còn lưu lạc ở bên mình một số hơn vài trăm cây máy nha anh em. Camera cực đẹp luôn. Con này là hai camera đầu tiên của Samsung đây. Samsung trước giờ là thường là ra đời S8 là có một camera, lên đời này là cải thiện là hai camera đầu tiên nha anh em. Màu thì có thêm màu gold là cũng có đầy đủ trên mấy thiết bị khác. Viền cực đẹp luôn. Được cái là thiết kế là thời đó nè, màn hình này gọi là màn hình công vô cực nha anh em. Đó, màn hình 6.3 inch, chuẩn 2K luôn, Super AMOLED luôn. Màu sắc còn rất đẹp nha. Camera khẩu độ F1.7, chụp đêm cực sáng luôn, vân tay mặt lưng. Được cái là dòng này có bảo mật là móng mắt và vân tay khuôn mặt luôn nha anh em. Con này là bảo mật còn giữ được rất nhiều nha. Còn lên đời sau này là khuôn mặt là cũng có 2D thôi, không có bảo mật cao bằng cái móng mắt này. Móng mắt này là buổi đêm anh em vẫn bảo mật được nha. Đó, cảm biến lực ngay, phím home bấm mạnh là mở màn hình lên. Con này là hỗ trợ là chip Exynos nha. Tại đây của mình là còn số lượng là bản hàng chip Exynos nha, 8995. Chip này nói chung là chơi game cực ổn luôn. Hỗ trợ RAM 6GB, bộ nhớ 128, 64, 256 là tùy cây nha anh em. Đó, màn hình công. Con này tại sao là siêu phẩm quốc dân? Tại vì số lượng người xài rất nhiều, tầm giá cũng rất thơm nha anh em. Hiện tại là để sở hữu một con Note 8 này là các bạn là chỉ cần bỏ ra 1.6 triệu ghé bên lãnh địa Samsung là có máy nha anh em. Đó, 1.6 triệu thôi, Galaxy Note 8. Giá quá ư là mềm luôn. Nghe chữ Note là thấy sang rồi. Con này là đúng đẳng cấp danh nhân luôn. Màn hình cong, đó, cầm cực đẹp luôn nha. Thiết kế của Note 9 chưa chắc qua được cái Note 8 này nha anh em. Note 9 là cái viền nó chỉ vuông dứt thôi, không có bo mềm mại như đời Note 8. Đó, có bút S Pen anh em viết vẽ đồ luôn. Còn anh em mua về trải nghiệm thì cũng được, giá quá mềm. Đó, anh em nào cần thì liên hệ trực tiếp lãnh địa Samsung luôn. Bán có bao anh em xài luôn. Bán tại chỗ nha anh em. Bên mình là đặc biệt là không ship hàng. Anh em lưu ý giùm mình là không có ship hàng, không nhận cọc gì hết. Cứ qua được con nào test lấy con đó. Bán như vậy cho nó khỏe nha anh em. Chưa đủ nguồn lực để ship anh em đâu. Còn số điện thoại liên hệ trực tiếp nè, 08777 08444. Đó, số hotline, tổng đài, Zalo, Facebook bên mình lãnh địa Samsung nha. Facebook cũng là lãnh địa Samsung nha. Anh em nào cần liên hệ trực tiếp. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi bài review của mình.